Chào mọi người, hồi nãy mình đi ra đây nè, ngay gốc dừa có thấy mấy cây nấm, như ba bốn cây gì đó. Lỡ thấy ra nó là bẻ luôn, nhổ mấy cây nấm mới rồi luôn. Có ba cây, nó nở về cặp tấm rừng, chắc vô rừng chắc có, để mình vô rừng thử không biết có không nữa. Mà nghi nghi về chắc là phải có rồi. Trời ơi, có ba cây nấm không biết nấu gì ăn nữa đây. Để lội vô đám rừng coi còn ổ nào nữa không. Đây đám rừng bên đây nè, để mình đi qua, để mình đi qua mình kiếm nấm, mong là được một ổ nấm. Đây mình có mấy chó chuyên chạy qua đám rừng kiếm đồ ăn nè, đi bắt dê rồi bắt rắn chim chuột gì tùm lum hết. Mấy anh này tối ngày anh ở cặp đất rừng suốt rồi. À, bây giờ mình lội vô rừng mình đi kiếm nha các bạn. Thấy rồi, anh chỉ kìa một ổ kìa. Chắc là mấy chó này chỉ đường cho mình quá. Đi nãy giờ mới thấy được em. Đây một ổ nhỏ nhỏ. Rồi nó mọc dây dây dọc dọc luôn kìa. Đã quá. Đây ổ nhỏ nữa nè. Rồi một ổ này nó mọc dây dây luôn nè. Đã quá. Vừa nở tới luôn. Đây mọc trên cái tấm bạc. Đã quá mọi người ơi, này nó vừa nở luôn à. Thì ăn ngon lắm nè, chứ kìa rồi ở trong đám cao su nó nở quá, tự bị con này con kia ăn, đám này không thấy con nào ăn hết, cây còn cứng cáp luôn, nhìn ngon ghê, mọc dây dây đã. Giờ mình nhổ nấm thôi, đây là lúc mình khoái nhất đấy, ghiền đi nhổ nấm ngày nào cũng canh hết. Lời tới ổ bên đây đã quá, nay được nhổ nấm rồi đã thiệt. Mấy cây này vừa ăn luôn mọi người,
nó cứng luôn á, nhổ nấm trong rừng thấy ngon ghê, cứng cáp, không có bị con này con kia ăn. Này chắc ngày nào cũng phải lội vô đây kiếm luôn quá. Để mình lội vòng vòng coi trong rừng coi còn ổ nào nữa không. Chắc là hết rồi, đi kiếm nãy giờ hoài không thấy ổ nào nữa, để ngày mai mình đi kiếm tiếp rồi có thêm được ổ nào nữa không. Xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video lần sau để mình ngày nào mình cũng đi kiếm nấm hết, có nấm mình sẽ quay lên cho các bạn xem nha. Xin cảm ơn các bạn.